Gia đình của mình đông đủ chưa? Còn một người nữa nó đi chở Còn cháu đó, thằng cháu nó còn đi mất học rồi rồi. đó. Không, lần trước con lại có một đứa cháu gái nữa kìa. Cháu hai mất Ừ, mất rồi, rồi. nó bệnh Bệnh tiểu đường á. bệnh rồi không có tiền bạc để đi trị đó, người định ca đau Bệnh huyết tiểu rút đường, rút rút huyết bệnh rồi bệnh viêm bệnh tiểu nữa, hai ba thứ có thấy đường chặt không, sao rồi chặt không chặt kỳ chứ vậy. rồi. Bị mắt này cô ơi, con không kỹ không sáng hôm cô ơi, thật đấy, cô nói đúng rồi. Cái mới 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 dần gỡ ra hả? Là người sáng giờ nó mất mấy bạn mới về nè. Mới mà mới đi thăm được nhiều nữa hả? Không không dính thôi Không dính đang rồi, khô tay khô à. để coi cô gì ăn mà đen đủ rồi cô ơi. Rồi mấy người mà ăn nhiêu đó, Vì trong người bây giờ hơn có ăn người có thôi vợ mấy người nhà chị dạy mấy người, à, 5 người, 5 người 5 người 5 con luôn. Cô ơi bây giờ cô ơi, không có rồi, rồi, chúc vô. Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, hiện tại thì Trang đang có mặt tại xã Ngọc Thành, huyện Dòng Riềng của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay thì Trang đến đây muốn chia sẻ một hoàn cảnh của một gia đình, đó là cô muội. Thì hoàn cảnh gia đình của cô muội thì trước đây, cách đây 1 năm trước thì Trang có đến nhà cô muội thay mặt cho anh Thái anh giàu đã từng hỗ trợ một lần cho cô, đó là một phần quà 500.000. Đến bây giờ thì lúc trước á, Trang chưa có làm về việc hỗ trợ nhà ông bà cô chú anh chị. Giờ thì Trang làm bên hỗ trợ nhà nên thấy cái căn nhà của cô qua 1 năm rồi mà cũng chưa có sửa lại, chưa có cắt lại nữa. Lần này thì được anh Minh bên tổ công tác mặt trận á, có nhờ Trang đến đây chia sẻ để mong sự giúp đỡ của ông bà cô chú anh chị. Thì nghe anh nói là hoàn cảnh của cô là cũng được nhiều người hỗ trợ nhưng mà phải bù tiền á, mà cô không có tiền bù nên hiện tại là nhà tới bây giờ luôn vẫn chưa có thể nào mà tiền mà bù để sửa cắt lại á. Anh cho ra anh đây. Dạ thì anh đọc địa chỉ cụ thể đây cho ông bà cô chú biết đi anh. Thì nhà đây có cô Thị Muội, ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Thành, Dòng Riềng, Kiên Giang. Thì cô là cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhiều năm nay thì nhà cô cũng dột nát, mà cũng có nhờ một số mạnh thường quân lại, nhưng mà người ta thì chỉ hỗ trợ một ít thôi, còn ít gia đình phải bỏ vô. Nhưng mà cô thì ngày hàng ngày thì lo kiếm sống gạo ăn hàng ngày không đủ nữa, đâu có tiền bỏ vô, nên mấy năm nay thì cũng dột nát rất nhiều. Hôm nay cũng nhờ chỗ của em Trang đây để quay video để sao để nhờ mạnh thường quân để hỗ trợ cho cô được căn nhà đành nặng, tại vì mùa mưa cũng sắp đến rồi. Nhà này thì nếu mà có cơn dông nhẹ thôi là sập rồi, cũng mong mạnh quân cũng hỗ trợ cho cô. Em không biết thì có khả năng làm nhà hay không, ý trước mắt rồi đi dân tay lưới rồi, có 5 con cá, 6 con cá, 4 con cá chốt, 2 con cá kia, cái mày dinh vậy, cái trắng gì đó, nhà 5 người ăn, chú nói người ăn con khô khô ăn. Dạ còn bây giờ thì Trang mời quý ông bà cô chú anh chị mình cùng đi vào trong tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của muội á. Đây là hoàn cảnh thì Trang cũng đã từng chia sẻ rồi, Trang cũng đã biết sơ qua hoàn cảnh gia đình của cô rồi, nhưng mà lần đó thì có lẽ là Trang chưa có duyên hỗ trợ nhà cho cô. Dạ đây là căn nhà của cô nè bà cô chú, căn nhà của cô thì không có cửa nha. Đây cái này bằng làm bằng cao su, cái cửa bằng cao su nè, còn cái nhà là phải đi là phải chui vô nha bà cô chú anh chị. Trang lùng như thế này mà Trang còn phải chui vô đó. Mà người nhà của cô thì người nào cũng nấy cao cao không vô cô ngồi cái từng té nó nghe. Dạ mới có mưa có một đám hai đám đầu vụ mà gì đây rồi mưa dầm về sao mở được. Mày bắt cái thơ đây mày, mày lại thấy đường không cô? Điện không đó nghe. Thấy đường không cô ơi? Đây con ghim cho. Cái nào đây? Đây đây con ghim cho. Tay ba đè cũng cái điện thấy ghê vậy. Đâu mày ghim cái đèn này kia đèn đâu mày? Đèn ngủ mà cũng đâu có sáng gì nhiêu đâu. Con đó mà sao? Mà nó không có điện. Nó không có điện, cúp điện hay gì rồi? Có điện, cái này nó đứt. Có đâu con này không biết đừng gắn cái đâu. Không giống nắng giống chân. Chế từ đưa vô. Trời ơi. Trời ơi, điện mà chế. Dạ. Đâu nói đừng hộ nó cháy rồi. Cháy rồi. Cháy sao? Nó cháy rồi mấy ghim này vô. Rồi ghim chưa đỏ vô. Một hộ cháy rồi. Media xin chào. Tôi luôn. Ai bắt cái gì vậy? Chú đồng kết đốt gì mày bắt tao đi sao? Mày mượn gắn gì mày? Có đèn mượn đâu? Ừ. Chừng nào ngủ là gỡ đèn nó ngủ hả? Đúng rồi. Trời trời. Ngày nào cũng phải gỡ vậy hả? Đâu.
có khách mới dặn này vô. Có khách mới dặn vô hả? Ừ, còn thường ngủ. Mô Phật. Đó. Sáng rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Đi đâu hả? Ra ngồi đi cô. Anh là con cô hả? À, anh mặc cái áo vô đi nha. Ra mình trò chuyện chút nha. Mấy lần trước em lại thì không có gặp anh. Cái lần mà mấy lần trước gì một năm trước. Đi ra đi mặn mấy cắt. Rồi, nước này ở đâu nha, gì vô cô? Nó chảy giùm luôn hết trơn, nó không có nào mà tả chứ. Không có tổ nào tả chứ hả? Chú ơi, rửa tay mình vô trò chuyện chút hay chú? Rồi, chiều nay chú có bữa cơm rồi kìa. Đi rửa tay á không? À, chú nghe rồi, chú nghe rồi. Nghe rồi. Được mấy con cá với lại tép hầm. Nè, hầm luôn cô ơi. Khó khôn. Khó gì. Đó mắm nhiều nhiều chút. Hai đứa này. Hai cháu ngoại. Ở đây luôn hả chú? Nó đi bên thành phố trên mẹ nó về hồi hôm chưa đi rước về bến hả? Giờ toàn khuya mới rước về đi. Rồi ngồi đất kìa. Ngồi gần con đi. Không sinh đôi năm 51 chứ. Chú ngồi. Gia đình của mình đông đủ chưa? Còn một người nữa nó đi chở con cháu đó. Thằng cháu còn đi học rồi. Không, lần trước con lại có một đứa cháu gái nữa kìa. Cháu phải mất rồi. Em thằng đi chở đi ra đi chở nhỏ đi học mãi đó. Lâu rồi. Sao lâu rồi? Nó bệnh. Bệnh tiểu đường á. Bệnh rồi không có tiền bạc để trị đó rồi lệnh ca đau huyết. Rút 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 huyết rồi. Bệnh tiểu nữa, hai ba thứ đó. Hai ba thứ bệnh. Đi bác sĩ người ta cho đi trị. Sinh bụng bự vậy nè. Tại lúc nhỏ cha mẹ nó không có được chị, tới nặng chị rồi muộn rồi. Người cô mình tôi rồi mình già cả rồi, cái chuyện nào chị cô già mà hết nổi. Mà hai đứa nó ngay, hai đứa nó hồi ở tôi hồi nhỏ lắm. Thì ở đây hồi nhỏ. Mẹ nó bỏ tôi nuôi hồi nhỏ lắm. Còn thằng nhỏ đó bỏ, còn thằng nãy là... Tại lần trước Trang đến còn đứa gái cho nên là hồi nãy cô nói là còn một đứa cháu trai còn cháu gái đâu cho nên Trang hỏi mẹ biết là đứa bé thì Trang xin chia sẻ với bà cô chú anh chị thì chú tên gì bao nhiêu tuổi chú? Danh Sơn. Danh Sơn. Sơn. Nó lớn lên nhiêu tuổi nó lớn. Chú bao nhiêu tuổi chú? Sinh năm 2. Là bao nhiêu tuổi? 72 phải không? Sinh năm mấy? Sinh 52. 52 hả? À 50 cho bả 52 quên. Đồ ổng tào lao. Không không. Bà năm 2 tôi năm ơi, đúng rồi, quên chú. Ông năm ơi. Sinh năm 50 hả? Ờ đúng, trong giấy tôi nào quan em tôi lộn chú ơi. Năm ơi bà năm 2. Rồi. 74, vậy cô năm 2 là cô 72 tuổi. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi, chưa hỏi lộn rồi nãy. Đúng. Rồi anh bao nhiêu tuổi? 37. 37 tuổi. Anh 37 tuổi hả? Ừ, không anh có gia đình chưa? Chưa. Chưa có gia đình luôn hả? Chưa. 37 tuổi rồi có 7 đứa có thằng trai một à. 7 người con gái, chỉ có một người con trai thôi. Ừ, nó thằng này nè. Dạ. Chưa có vợ luôn. Rồi lập gia đình hết rồi. Rồi hết trơn, mà thằng này mà không có tiền cưới vợ cho nó. Dạ. Thế nào rồi đó. Dạ. Chị coi thường ngày cô chú hay chia sẻ với bà cô chú anh chị mình làm nghề gì sống vậy? Đi mần, ai mướn làm gì mà đi mần xài kiếm mua gạo, mua sóc, nước mắm, bột ngọt mà ăn gì. Có mần gì còn được. Còn thằng này nó đi mấy cắt rồi, nó cũng mua... Bệnh có ai kêu á thì đi làm không kêu thì mình ở không vậy đó. Anh nó bệnh gì? Bệnh thuốc bệnh đủ thuốc bệnh hết trơn mà giờ hết rồi chỉ hết rồi. 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 Bệnh nên năm nay nó đi cắt được đâu? Tháng này rồi. À, 3 tháng này. Hết rồi làm được là được tháng rồi. Ừ. Ừ mà hết rồi đi làm được tháng rồi đi làm lặt vặt mà người ta mướn làm mà. Vụ tới mới làm được cô. Lần trước thì con ghé lại thì cô chú đi hái rau. Đúng rồi. Rau hẹ. Dạ. Đi bán. Đúng rồi. Dạ. Tôi đấy, đây rau hẹ giờ còn đi hái không? Bây giờ chưa mọc. Chưa tới đợt mọc mà còn dài chưa có dừng dài. Chưa tới đợt. Đi hái rau không nó có. Hái rau bán 3, không? 200-300 có. Ừ. Thì chứ không ai làm mướn làm gì đi hái vậy mà cái này cái kia bán bậy gì đó kiếm 2-3 ngàn, 30-40 ngàn gì nó mua sống hàng ngày vậy đó. Dạ. Thì con cũng được biết qua cô chú là từ khi được anh Minh hỏi giới thiệu cho con. Vậy lúc đó thì con cũng có đợi lên một lần rồi, nhưng mà lúc đó thì con cũng chưa có hỗ trợ bên nhà. Đúng rồi. Đó con chỉ đi tặng một phần quà thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tại sau này thì con mới làm thiện nguyện, có đi làm ngang căn nhà này thì mới thấy lại căn nhà của mình mà tới thời điểm hiện tại mình cũng chưa làm lại. Sau đó thì có anh Minh có liên hệ với con là muốn nhờ con hỗ trợ là chia sẻ giúp hoàn cảnh của cô là cô thuộc dạng hộ nghèo đó. Rồi dạ, Trang cũng xin thưa với bà cô chú anh chị là
chú là người Khmer hả chú? Người Khmer. Chú là người Khmer. Nên chú cũng cách nói chuyện của những người Khmer như là thật sự như chú á, là không có biết diễn đạt sao cho giống như là tính hay thẳng á. Mà có sao nói vậy, ít có nói vòng vòng hay là nói ấy giống như người miền Tây của Trang, giống như Trang. Hỏi câu nào thì chú trả lời câu nấy thôi. Rồi. Đúng rồi, vậy cho nó biết gì vậy đó. Nó hỏi tới đâu họ nói tới đó. Biết nhiều nói nhiều, không có nói thì cô nói đúng rồi. Mẹ gì đó. Thiệt không ạ? Tay chân này chú cỡ này có đi làm mướn gì nữa không? Ông đi làm mấy gì đó. Ông đi làm mấy gì đó. Tay chân thúi chân mặn như chú à, con thúi chân tay chân thúi chân. Đào đất. Còn tôi rồi tôi bệnh mấy năm nay rồi bị mổ ở đầu nè. Cô bị gì mổ gì? Mổ bị đụng đó, rồi mổ hai đường còn một đường nữa, rồi tôi kêu mổ nó thành ra không có tiền, rồi về còn nhức đầu, chóng mặt hoài, nó có mà gì được đâu. Áp, bả đủ thứ chóng mặt đi mày, nó còn nắng mày đâu dám ra ngoài, chóng mặt. Cô như này nè. Cô bị cái gì? Cô bị gì? Bị đụng đụng cái cánh cánh tủ á, nó đụng nè. Sao nhưng sao tủ đụng cánh tủ gì mà bể đụng dữ mà cái cánh tủ mà cái con nhân mình mở ra mình mở ra mình ngồi xuống cái mình ngóc lên cái nó trúng cái cánh đó đó cái ngạnh đó cái ngọn ngọn đó nó trúng này nè nó cái móc cái hót cái chân mình hai bên nè tủ nó bà mở rồi bà đứng lên hót cái nó ra còn hót nè cái tủ đó đó còn hót cái bên còn hót còn đường này nữa nó vậy là mình đi làm mổ cái gì mổ rồi không làm độc đó nằm hết tháng nằm mà gạch giá ngoài á vậy là chắc nó bị lủng rồi thì lủng lỗ nè lủng lỗ nè máu bầm đó rồi máu bầm đó thì chỉ là rồi chừng rửa bệnh rồi tôi có biết gì đâu trở đi tới gạch giá thì tôi chưa tỉnh không cô nói đúng bởi vì nó nghèo không có tiền nhờ bổ nhờ có bảo hiểm không ấy cô không có tiền đợi mình được cấp bảo hiểm hả cô có nhờ bảo hiểm đó cô có mà nhờ bảo hiểm không có bảo hiểm biết sao nghèo này biết cái này gì lo đi làm hết tháng mà gạch giá ngoài rồi có tính chừng nào mình làm nhà chưa thì cô quyết định dành thường xuyên cảm ơn lắm cô chú biết cho tôi được không làm sao tôi cũng quyết định được phải không cũng cần dữ lắm trời mưa tới cái này hỏi trong ấp lại nói chưa dạ tại vì ấp thì chỉ có một chính sách nào đó thôi người ta giống như là anh Minh cũng đã nói như con cũng đã liên hệ với con nhiều lần nói vấn đề của cô chú là bây giờ á là cô chú phải bỏ tiền thêm tại vì có một là như thế này có một người người ta cho nhà là mình phải bù tiền thêm hai thì chính sách nhà nước chỉ có vài chục triệu thôi mình cũng không đủ làm nhà nên ảnh cũng đã hỏi mình là có tiền bù không. À, tiền bù cũng như tôi gì là nghèo gì là không có làm gì được có tiền sao có gì bù bây giờ mấy cô với cậu là nó cất cho ba lớn gỡ ba lớn không có giờ có gì bù bây giờ nghèo khổ gì cơm gạo không có ăn nữa cái này á là con cũng không phải là nhà tài trợ con cũng không phải là các nhà con chỉ là người đã giúp vô chia sẻ hoàn cảnh cho gia đình của mình thôi đúng rồi. Thì cô giúp nhiều phải tôi có tiền thì tôi giúp mận nhà cho nó bự ra nó đẹp nữa rồi không có làm cơ sở không có gì làm có tiền mà bù vừa thằng con làm vậy nó bệnh một năm nay nữa có làm được rồi tôi làm ông ấy làm cái gì á đi làm đẩy đất anh tâm 200 mấy cô ăn xài hết chứ không có còn cô nói thiệt luôn mà đủ thứ món hết trơn 100 món trong nhà mận rồi có ai kêu thì làm không có thôi giờ có ai kêu mận mấy cắt rồi nó có tiền giờ năm nay nó chắc nó mận được chứ biết anh đi bệnh không có đi làm được năm mận đỡ mận chuyện nhẹ được mận chuyện nặng mận thì làm heo mấy cắt là anh phải cuộc bao với anh cũng phải dắt lúa chứ nặng hứng à đúng hả thì làm nặng cũng được làm gì nhẹ được còn kéo cho cái gì kéo hứng hứng nhẹ hơn kéo nhưng mà nó giống mấy cậu mấy cô rồi giúp đó cái nhà cho được cô giúp ba lớn nhà ở ba lớn nhưng mà có tiền bù khả năng thì không có cái này cái đó là tình thiệt nói thiệt luôn á có cơ sở phải có tôi bù được mau lắm giờ nhà này giờ vô kiếm giờ 200-300 ngàn cũng không có đi mận mới có tôi đi mận mới có tiền không có mận rồi cái nước mắm rồi ngọt thuốc cũng không có tiền có thể có á rồi cao mắm không có ăn hơi quẹt đó nè ông đi dân lưới này được ba con nữa. Mận được 200 ngàn ăn mua ngọt mua thuốc hút vô cái này kia đặt vô mà chi phí thì kia rồi hết luôn đó rồi bơi gì không cô ơi hồi nào giờ tôi sống ngày nào gì không cô không có lời không có dư cô ơi thiệt luôn á
Thì người ta kêu rồi có không kêu thì ăn muối luôn à, nhịn luôn. Nhịn thuốc và ăn muối luôn. Rồi gạo làm sao? Thì có mận thì mận thì mua gạo, thì còn này, dư mình mua nước mắm bột ngọt ít. Rồi nước mắm bột ngọt, đường đồng ít. Rồi còn như để mình mua gạo mình ăn tới chừng nào có ai muốn làm thì mình làm nữa. Tặng bà đó có. Cũng có như tuổi của chú là 70 mấy tuổi, giống như bên Việt Nam là thường sẽ con cháu là sẽ hỗ trợ, như con đông người ta cũng góp gạo hỗ trợ cho ăn, đâu phải lao động như gì. Đúng rồi, thì cô nói đúng rồi. Như chú ông như gì là 70 mấy tuổi là lớn hơn ngoại con đó đó. Thì lớn thì 7, thì cô nói thì 74 là sinh năm mới đó. Dạ. Trong giấy tôi bây giờ phải là lao động chính là chú không mà cô chú. Mà cái nhà chứ, này nó ngược sao? Lại. Anh bị bệnh rồi đâu có làm được, nhưng bây giờ lao động chính là chú 74 tuổi phải đi làm nuôi gia đình. Làm gì cũng đi làm, không làm thì không có ăn, có ai kêu ráng làm chứ sao giờ. Làm lặt vặt trong xóm thì vui, đi công ty nó đâu có thâu không, nó có cho làm đâu qua. Dạ cả người ai mà sao cả. Mình đi làm sống ở đây thôi. Đâu vô mình già mình bằng yêu, mình yêu ăn yêu của người ta bằng 300-400, mình 100-200 rồi đó. Vậy con cô ơi. Dạ. Dạ, bây giờ thì Trang nhờ anh Lương chia sẻ về một vòng cái ngôi nhà của chú không chú anh chị. Thì chú hai thì xét quyết định coi làm sao, rồi khả năng thì không có, rồi có nhiêu làm nhiêu thì không có, thiệt luôn á. Không có cái gì mà giúp thêm 5-10 triệu cũng không có, không có tiền. Cái nào nói thiệt không tôi nói thiệt, nói thiệt tình luôn. Coi có cơ sở gì đâu mà ra tiền. Đất ruộng thì không luôn. Có lấy gì bây giờ nói thiệt luôn. Tôi nói thì sao tôi nói vậy à, bây giờ tôi hồi nào đi ở gì không à? Bị cái nhà cô coi mới sập hết, té gập hết trơn rồi, như những cái cất bộ không được vậy đó. Mấy năm nay rồi nhà này cắt bao lâu rồi chú có nhớ? Mấy năm rồi, lâu dữ lắm, lâu rồi, lâu lắm rồi thiệt à. Cái nhà này cũng dở mục. Cô coi bây giờ đây, cái nhà đó lên gỡ không dám đó, mà lên cây. Anh Minh có nhớ là nhà này mà hỗ trợ bao lâu không anh Minh? Chú qua đây chừng chú biết à. Năm nào lâu lắm rồi. Nếu mà chính sách 134 là không có dưới 10 năm. Thì cái này chắc chính sách 134 là không nhớ 14 năm. Đúng rồi đó. 15 năm. Tại vì em đúng. Đã vô em đã hỗ trợ cũng có mấy nhà của một người 134 rồi. Rồi. Ít gì tệ gì cũng dưới không dưới 10 năm. Đúng rồi, còn thì nhà đó nhà 34 đó. Không dám lên gỡ nữa, cơ môn lấy cái thọt nhưng không dám lên gỡ, nó gãy chân đó, lấy băng cây tre rồi thọt vô không nè. Như chú lại cách dùng để cảm ơn. Nhà đó giờ có cái cây có nhiều làm như cái gió bay thêm nè, nó thì không có thêm được. Thôi do để do bay cứ con bay nó bay. Bán ra mà vô bằng tiền, buồn đi mặn không đủ. Trăm mấy trăm ăn hết rồi. Mà thiệt như chú với cô luôn à. Có như cô làm chút. Chân lắm anh con, cái chân té, ăn chân cái. Cô phải dọn cho chú chân ra đây. Ra đi con. Nhẹ nhẹ thôi, đưa cho con hộp quá. Chụp cái nhà xuống đây. Nó đưa mà cái nhà nó sàn kìa. Nhẹ nhẹ. Mà muốn sàn nhà. Có điện gãy rồi mà nó còn bị sụp nữa, thấy không? Sụp luôn á bà cô chú anh chị, lá quá trời mục luôn rồi, rượu dữ lắm, rượu rồi. Còn thế đấy nha. Bắn nha. Ở nhà này mùa mưa này cũng hơi mệt. Oh.
À, dạ ông bà cô chú anh chị, nãy giờ thì Trang cũng đã tìm hiểu sơ qua nhà, cũng giống như anh Lân đã chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị, thì chắc hẳn là ông bà cô chú anh chị cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của chú. À, do chú quá khổ đi, chú quá nghèo thì cái những cái lời của đa số là Trang thấy hầu như là Trang đi cũng nhiều nhà rồi. À, phần mà những người bên dân tộc Khmer thường họ sẽ không biết diễn đạt cái nỗi khổ của họ. Họ khổ thì họ khổ, rồi họ kể nhà họ không có tiền là không có tiền vậy thôi, chứ họ không có nói dòng dòng do giống như là sẽ kể không có tiền sẽ chết như thế nào hay là sao đó. Nên ông bà cô chú anh chị cũng thông cảm về cái vấn đề họ hơi thẳng thắn như vậy. Còn bây giờ thì anh ơi cho em biết là chính sách của nhà nước muốn hỗ trợ cô muội là như thế nào vậy anh? Thì năm nay thì chỗ xã cũng đã có trao đổi với chỗ mấy anh em ấp, thì năm nay sẽ nếu mà sẽ hỗ trợ cho cô 20 triệu để cô cắt cái nhà, nhưng mà chỗ bây giờ 20 triệu thì cắt lại căn nhà thì nó không đủ, nên hôm nay cũng muốn nhờ chỗ các mạnh thường quân cũng tiếp hỗ trợ chỗ địa phương để hỗ trợ cho cô căn nhà. Thì cũng thú thiệt cái chỗ các mạnh thường quân luôn, thì gia đình cô thì nói chung là về nói chung là không biết nói sao, nó không được bình thường như người ta, cho nên cái cách nói chuyện thì nó cũng không có được suôn sẻ. Rồi thứ hai nữa thì chung suy nghĩ của người ta không được như người bình thường, cho nên thì cũng mong quý mạnh thường quân thông cảm. Tại hoàn cảnh này thật sự thì nói địa phương thì rất là khó khăn. Tại vì gia đình của cô hộ nghèo mới được chính sách hỗ trợ 20 triệu đó mà cô chú anh chị. Đúng rồi. Tại vì trong gia đình của cô cũng có mấy người bị thần kinh đó. Có, bà không có đứa bé bị thần kinh. Có đứa thần kinh mà nó mất rồi. À, dạ thì thì Trang có mong muốn đến đây khi chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị, thì trước tiên á là cho Trang xin chia sẻ cảm nghĩ của mình khi bước vô nhà cô á. Thì năm nay cô với chú ai cũng lớn tuổi rồi, 74, chú 74, cô 72 tuổi, có một người con trai nhưng mà cũng không có khỏe mạnh bình thường, cũng bệnh hoạn. Rồi hiện tại là chú là người lao động chính, mà mình nhìn vô thấy người con trai của chú thấy vạm vỡ anh ha, sức khỏe thấy cũng tốt quá mà. À, nhưng mà người dân địa phương ở đây Trang cũng đã xác minh được hoàn toàn là cái anh nó không có nhậu nhẹt hay chơi bời gì hết nha bà cô chú anh chị. Lúc đó là Trang có đến đây là chia sẻ rồi, Trang có hỏi người dân rồi, thì có thể là sức khỏe của anh có không có được tốt. Rồi đó là chú là người lao động chính, nhà của chú ông bà cô chú biết đó. Trang bước đi vô thôi mà mới còn cơn mưa đầu mùa thôi, mưa cũng không có lo lớn lắm, mưa lớp phớt rồi đó, mà bây giờ nước nó tràn vô rồi giọt nó tầm tã đi vô là cứ như cái chân của mình là nó bị dính khắc với đó luôn á. Rồi trong nhà cũng giọt mưa nó bà cô chú anh chị, nhà này cắt thì có lẽ giống như là Trang chia sẻ với ông bà cô chú là trên 10 năm rồi, nó đã xuống cấp như là hầu như là rất là trầm trọng rồi đó bà cô chú. Nhà ông bà cô chú nhìn đi, khi mà anh Lương chia sẻ một cái video là nó bị sàn một bên, cái nhà chính nó sàn qua nhà chính bên đây, còn nhà phụ bên kia thì nó sẽ sàn bên kia, kiểu như là nó chỉ được cái vách nương tựa nhau thôi, chứ nó sàn sẽ là chia thành hai bên đó bà cô chú. À, Trang cũng rất là mong thì khi được chính sách của nhà nước hỗ trợ, tại vì cô thuộc hộ nghèo, chính sách nhà nước hỗ trợ được 20 triệu, thì số tiền mà như anh nói á, nhà cô cũng là hiện tại là bốn người cũng là cũng lớn khỏe rồi, cũng lớn kiểu như lớn đó, mình cũng phải cắt một cái là rộng rãi cho gia đình ở. Hiện tại á, thì cô như chia sẻ với ông bà cô chú là cô bị đứng lên một cái cánh cửa đó đụng, thì cô phải nằm bệnh viện một tháng trời, khi mà không có tiền để mà mình đi chỉ hút men cái lúc mà mới đụng á, không có rửa vệ sinh gì cho kỹ đó, cho nên nó bị ứ động máu, nên là mình phải đi bệnh viện nhập viện cho người ta xử lý. Cô nói mới mổ có hai cục, còn một cục bên á. Rồi như ông bà cô chú khi mà chia sẻ đến gia đình của cô thì cô không biết diễn đạt làm sao mà kể ra cho cô khổ hết. Cô cứ giống như là bao nhiêu cái ống ức mình phải, hôm nay là lợi được chia sẻ rồi nên mình phải nói hết ra như thế á, nên nó là có thể là sẽ không có động tới những trái tim của ông bà cô chú anh chị khi mà thấy được cái video của cô. Thường á là những người ta biết cách nói chuyện thì người ta sẽ làm cho ông bà cô chú anh chị thương xót. Thì Trang cũng mong khi mà một cái hoàn cảnh như thế này sẽ mong ông bà cô chú anh chị xem xét mà giúp đỡ cho gia đình của cô muội. Hiện tại á thì Trang thấy ngôi nhà là xuống cấp rất là trầm trọng. Nếu như có khả năng á, Trang cũng mong muốn nếu như ông bà cô chú anh chị mà thương tình gia đình thì Trang mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ của ông bà cô chú anh chị, cùng với số tiền của bên xã hỗ trợ, Trang có thể cắt cho cô chú một cái nhà để mà che mưa che nắng kín đáo.
cô chú thì cũng bây giờ cũng đã đến tuổi gần xế chiều rồi ông bà cô chú, 70 mấy tuổi rồi, cũng không có phải là tuổi trẻ nữa. Rồi chú phải lao động vất vả nhưng mà khi về nhà thì cũng không có căn nhà che mưa che nắng, nên nó là chú rất là mong, giống như hồi nãy chú nói á, bây giờ chỉ cần cho thôi, không cần biết như thế nào hết, cho một cái nhà để ở thôi là cái sự khao khát của chú, mong muốn một cái nhà lành lặn rất là lớn. Nên Trang rất là mong ông bà cô chú anh chị xem xét, nếu như được nhận được sự hỗ trợ của ông bà thì Trang sẽ cố gắng nhanh chóng làm cho cô chú có căn nhà. Hiện tại là mưa này, đang vô mưa rồi ông bà cô chú anh chị, nên là khi mà mình vô nhà điện thì như cô chú kể đó, thì có khách đến mới gắn được cái bóng đèn đó. Hồi nãy là gắn bóng đèn nhỏ xíu vì trong nhà không có tiền để mà chi trả tiền điện đó mà cô chú anh chị. Đó là cái nỗi khổ của gia đình của muội. Trang rất là mong ông bà cô chú anh chị xem xét. Dạ thì trước khi mà em nhận được số tiền đó, thì em cũng hỏi rõ về chính sách nhà nước, khi mà có 20 triệu đó, thì có nhà nước có yêu cầu mình làm về cái gì không anh? Là chỉ thì cái nguồn tiền này thì hàng năm thì xã cũng có vận động người dân trong địa phương ở xã đóng góp lại, thì từng ấp thu trong gia ấp thì 20 triệu. Thì nhà thì ở đây thì cũng không có điều kiện gì, đảm bảo sau mà được nhà tôn tiền chế, rồi thứ hai nữa là có nền sạch sẽ là được à. Còn đây thì nói về điều kiện thì cũng không có, tại vì một năm mình thu 20 triệu thì không có đủ điều kiện để cắt một căn nhà để hoàn chỉnh. Thì đó thì cũng địa phương cũng mong các mạnh thường quân rồi mình đóng góp vô một ít để góp phần cắt được cái nhà, chứ còn tiêu chuẩn nhà thì đảm bảo sao mà nhà tôn rồi nền có gạch là được. Dạ vậy em cũng hiểu rõ rồi. Thì nếu như mà khi mà may mắn em nhận được tiền sự hỗ trợ thì em sẽ liên hệ với anh, em sẽ nhận số tiền đó để bên em thực hiện ha. Thì anh cũng đã thấy những cái căn nhà em tặng bên xã của mình rồi chứ gì, đúng không? À, đúng. Thì nó cũng làm giống như những cái nhà yêu cầu của mình, có thiết nóc mà cũng có thiết rồi, rồi nền thì cũng có gạch đàng hoàng. Thì khi mà em nhận được tiền, khi mà em bắt tay vào làm thì cái này em yêu cầu là xã phải giao số tiền đó cho em khi mà em thực hiện làm trước nha. Đúng chứ rồi. Không phải mà lúc bàn giao nhà mới đưa tiền cho em nha. Thì khi nào mạnh có mạnh thường quân hỗ trợ thì đây xã sẽ tranh thủ sẽ giao tiền cho chỗ đội em sẽ cắt nhà cho cô. Dạ dạ thì bây giờ Trang cũng đã hỏi rõ qua xã rồi đó mà cô chú anh chị. Trang xin nhắc lại một lần nữa, đó là cô muội thuộc dạng là hộ nghèo của xã nên mới được sự chính sách nhà nước hỗ trợ như vậy. Chứ còn ngoài ra thì nếu như không thuộc dạng nghèo thì sẽ không được hỗ trợ 20 triệu. Nên bên xã cũng mong muốn nay Trang đến đây để chia sẻ, cũng sẽ mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ông bà để mà Trang kết hợp với chính quyền địa phương cũng giống như xã để mà có thể cắt lên cho cô muội một căn nhà. Hiện lúc trước thì em có nghe anh nói là cô muội cũng nhận được cây nước sạch ở bên mình đúng không? Đúng rồi, anh cũng mới cho cây nước cô rồi. Dạ. Yeah. Thì cũng đỡ phần nào khi cô có nước giếng anh, nước khoan đúng không? Đúng rồi, nước khoan để xài rồi, đỡ xài nước sông rồi. Dạ, còn bây giờ thì bây giờ em cũng về ha. Rồi anh cứ chờ tin của em, khi mà em nhận tin vui từ các nhà hảo tâm thì em sẽ đến để mà làm nhà cho cô muội. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Cũng dạ. Mong mạnh thường quân cũng quan hỷ rồi cũng hỗ trợ cho cô được căn nhà để sớm để cô trong mùa mưa này cô có căn nhà lành lặn để ở. Dạ em sẽ cố gắng, nếu như có nhà hảo tâm nào quan tâm đến thì em sẽ cố gắng chia sẻ tận tình để cho nhà hiểu tâm hiểu rõ về vấn đề cô muội. Dạ còn bây giờ em xin phép ha. Dạ bây giờ thì Trang xin phép bà cô chú anh chị Trang về. Trang cũng rất là mong khi mà Trang chia sẻ video lên thì sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để Trang có thể cắt được cho cô muội căn nhà lành lặn che mưa che nắng. Bây giờ thì Trang xin chào ông bà.